Recording in progress. Thưa các vị, do vì cái Zoom mới của chùa đó cho nên là phải nhập lại cái thời gian. Đầu sắc và tôi phải đi lại từ đầu do vì cái lớp học trong đó có nhiều cái học viên ở cũng có đã chuẩn bị ở trong cái lớp học này. Tôi mới thấy rằng là rất là nhiều học viên có vẻ như là bắt đầu cái sắc pháp khi chưa có khi chưa phải là chúng ta là học nhiều lần, do vậy tôi phải đi lại ban đầu. Chứ nếu mà nói thoáng qua thì có thể là các vị không có nắm hết. Và do vì mấy hôm nay thật sự thì tôi có chút vấn đề về sức khỏe đó, cho nên trong cái buổi học này tôi sẽ chia sẻ các khoảng trong một tiếng đồng hồ. Thì tôi trở lại từ đầu á, là có nói về sắc pháp có tất cả là 28 cái thành tố sắc pháp này. Thì gồm có 18 cái thành tố, 18 cái 18 cái sắc pháp thực, 18 và các pháp thực tính, tức là 10 sắc này chỉ là những cái biểu sắc kia. Do vậy khi mà thì kể những cái sắc pháp thực tính đó, thì khi mà trong một số trường thì thành ra điều này để nắm rõ cái điều này thì cần cái sắc pháp thực và những cái sắc pháp nào chỉ là những cái biểu. Chúng ta đầu tiên ta có cái sắc tư tâm, là do vì các cái đơn vị sắc pháp đó trong một cái tập hợp chúng ta ganh nó được gọi là, chúng ta tạm gọi là một cái kẽ hở, diễn đạt một cách hình ảnh như vậy đó. Nó giống như là cái kẽ hở giữa cái sắc pháp này là thì giao giới. Và chính vì cái điều đó là cái sắc pháp thực á, sắc pháp giao giới vốn không phải khe hở ở giữa hai cái sắc pháp. Và kế tiếp đó là sắc thân biểu kỳ và khẩu biểu kỳ này á, nó chỉ là cái một cái tập hợp sắc pháp
một dùng để dạ nhờ cô Uyển tắt mic giùm. Dạ các vị chờ chút xíu, sư bị rớt mạng rồi ạ. Dạ sư bị rớt mạng nên không nghe được ạ.
Recording stopped. Dạ thưa sư, bỏ âm thanh ạ. Như vậy hồi nãy recording giờ in progress. Hồi nãy giờ tôi bị rất mạng luôn chưa các vị hả? Cũng khá lâu rồi sư. Dạ. Vậy thì tôi nói lại nha, tôi không biết tôi rất mất ở chỗ nào. Hồi nãy các vị tôi có nói đến cái 18 cái sắc đỏ và 10 sắc không rõ chưa à? Sao Phật sư đang nói ạ? Dạ thì khi mà học về sắc pháp á, là các vị đặc biệt là phải chú ý đến cái 18 sắc đỏ và 18 sắc phi sắc không rõ, tức là 10 sắc không thật á, để chúng ta hiểu trong trường hợp nào mà có khi lại kể và có khi không kể, và khi mà không kể như vậy đó thì cũng không có nghĩa là thiếu. Rồi ở đây chúng ta có 4 cái nhân sanh sắc pháp, thì gồm có sắc nghiệp, sắc tâm, sắc vật thực và sắc nhiệt lượng. Thì trên cái biểu đồ đầu tiên này các vị thấy rằng là biểu đồ về 9 nhóm sắc nghiệp. Sắc nghiệp đó thì chúng ta có 9 sắc, gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc tố nam, sắc tố nữ, ý, bậc, mạng, quyền. Nhưng mà gọi là 9 nhóm sắc nghiệp là bởi vì những cái sắc pháp này khi mà sanh lên á, thì sắc pháp bao giờ nó cũng sanh lên trong một cái tập hợp, chứ nó không có sanh lên đơn lẻ. Trong cái tập hợp đó luôn luôn có một cái nhóm gọi là cái nhóm bất ly, gồm có 8 sắc. Cho nên 8 cái sắc bất luận cái sắc pháp nào sanh lên á, thì nó cũng sanh cùng với 8 nhóm bất ly. Riêng đối với sắc nghiệp thì do vì sắc nghiệp á, là do nghiệp tạo, và nó cần phải có một cái thành tố sắc pháp được gọi là cái sinh mệnh của chúng sinh đó, cái sinh mệnh của cái sắc pháp đó. Cho nên trong cái nhóm sắc nghiệp đó, thì lúc nào cũng có 8 bất ly và mạng quyền. Vậy thì chính sắc do nghiệp tạo khi mà nó sanh lên đó, thì chính sắc này chúng ta gọi là chính nhóm sắc, là bởi vì nó không có sanh đơn lẻ. Cái nhóm đầu tiên là cái nhóm nhãn, thì cái nhóm nhãn này nó không có sanh lên chỉ riêng thần kinh thị giác, mà nó sẽ cùng với 8 bức ly và mạng quyền, cộng với thần kinh nhãn như là 10. Tương tự đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc tố nam, sắc tố nữ, ý, vật. Riêng mạng quyền đó thì chỉ có 9, là bởi vì ngoài cái 8 bức ly và mạng quyền ra đó thì nó không còn cái thành tố khác. Vậy thì các vị có nắm được cái chính nhóm sắc nghiệp này chưa?
Hôm trước có lẽ là tôi biết không có rõ, tôi nghĩ rằng là các vị có tham khảo trong sách rồi, cho nên thường mấy này là tôi để cho các vị tự viết. Nhưng mà tôi trong cái buổi học hôm sáng đó, thì tôi nhận thấy rằng là có rất là nhiều vị có vẻ là không có tham khảo trong sách, cho nên các vị không có nắm được các cái nhóm sách này một rõ ràng. Thì tôi lặp lại, trong 28 sắc pháp đó thì có 9 sắc là do nghiệp tạo. Trên cái biểu đồ này chúng ta thấy từ nhãn cho đến mạng quyền, và mỗi cái sắc này sanh lên thì lúc nào nó cũng sanh lên cùng với 8 bất ly và mạng quyền cộng với bản thân của sắc đó. Do vậy mà chúng ta gọi là nhóm sắc nghiệp chứ không gọi là sắc nghiệp đơn lẻ, bởi vì nó sẽ sanh theo nhóm. Như vậy thì chính nhóm nó thì cái nhóm nhãn thì nó sanh lên, nó có nhóm nhạc, nhóm nhĩ, nhóm tỷ, nhóm thiệt thân, vân vân. Cho nên chúng ta có cái gọi là chúng ta nhóm sắc nghiệp là các bạn của ngày ngoài tình tình sự gọi là bọn hay nhóm cũng được. Rồi cái biểu đồ thứ hai là những cái sắc nào do tâm tạo. Cái sắc tâm tạo á, thì chúng ta thấy hãy cứ là sắc pháp khi mà sanh lên thì bao giờ nó cũng có 8 bất ly. Như vậy là sắc nghiệp á, thì nó cũng có 8 nhóm bất ly này. Rồi sắc tâm á, thì nó cũng có 8 bất ly này. Vậy từ đây chúng ta nói rằng là 8 bất ly này á, nó đầu tiên là do nghiệp tạo, rồi 8 bất ly á, cũng do tâm tạo. Như vậy là cái nhóm bất ly này chúng ta thấy là nó có 2 cái nguyên do. Rồi đến với cái nhóm thứ 3 đó là cái nhóm sắc nhiệt lượng đó, thì chúng ta cũng thấy 8 bất ly. Rồi cái biểu đồ này tôi lại thiếu. Rồi đây. Và đến sắc bậc thực đó, thì cũng 8 bất ly. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái 8 bất ly này á, là 8 cái thành phần sắc pháp mà nó do 4 nhân tạo, chứ không phải chỉ có một nhân giống như là một số cái sắc pháp khác. Như là chúng ta thấy nhãn nhĩ tỷ thiệt thân này là chỉ do nghiệp tạo thôi, chứ không có do lý, không có do nguyên nhân khác. Nhưng mà riêng 8 nhóm bất ly này thì nghiệp cũng tạo ra 8 bất ly, mà tâm cũng tạo ra 8 bất ly, mà vật thực cũng tạo ra 8 bất ly, và nhiệt lượng cũng vậy. Rồi trong nhóm sắc tâm này á, thì chúng ta trên biểu đồ này chúng ta thấy có tất cả là 8 nhóm. Nhóm đầu tiên gọi là cái nhóm thuần. Ở đây còn gọi thêm nữa cho rõ đó là bát thuần. Cái nhóm bát thuần này á, sở dĩ là gọi là thuần á, là bởi vì chúng ta nhìn trên biểu đồ này á, chúng ta thấy nó chỉ có 8 cái bất ly thôi. Nó chỉ thuần túy là 8 bất ly, ngoài ra không có gì hết, cho nên gọi là bát thuần. Thì cái nhóm sắc tâm á, thì gồm có nhóm bát thuần, rồi thân biểu tri, rồi thinh khẩu biểu tri. Sở dĩ mà có thay vì nói là khẩu biểu tri nhưng phải nói là thinh khẩu biểu tri là bởi vì cái khẩu khi mà chúng ta biểu lộ qua lời nói thì nó cần phải có âm thanh. Do vậy mà cái nhóm khẩu biểu tri đó thì nó có thêm thinh. Rồi cái nhóm đặc biệt, rồi nhóm thân biểu tri đặc biệt và thinh khẩu biểu tri đặc biệt. Thì trong cái sắc tâm này á, là chúng ta lưu ý là cái nhóm bát thuần là khi kể trong cái lộ sắc, nó giống như hôm trước thì chúng ta học là khi mà kể từ cái sắc na hữu phần đầu tiên sau cái sắc na tái tục, thì các cái nhóm sắc tâm sanh lên đó, thì khi đó trên cái biểu đồ chúng ta thấy rằng là từng nhóm sắc tâm đó hôm trước tôi sơ ý tôi không có nói rõ, các vị có nhiều học viên hỏi là khi mà chúng ta thấy rằng là từng nhóm sanh lên đó, thật ra nó là đều là những cái nhóm bát thuần hết, chứ không chưa có những cái thân biểu tri khẩu biểu tri này. Mà cái nhóm bát thuần đó nó sẽ sanh lên nhiều lần, mỗi lần nó sanh lên một nhóm vậy cho đến khi mà 17 nhóm, 17 lần bình số thôi.
Cho nên cái con số đó thì thật ra thì toàn bộ là nhóm bạch phần. Rồi những khi mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày thì thỉnh thoảng là có thân biểu tri, có thân khẩu biểu tri là có đặc biệt, hay là thân biểu tri đặc biệt, hay là thân khẩu biểu tri đặc biệt. Thì các cái phần này đó, thì các vị ở đây các vị thấy á, là trong cái nhóm sắc tâm này, thì ngoài cái nhóm bát phần ra, cái nhóm đầu tiên này, ngoài cái nhóm này ra đó, thì các cái nhóm còn lại, thì những cái sắc pháp này gồm có thân biểu tri, rồi khẩu biểu tri, rồi sắc đặc biệt. Rồi thì những cái sắc này á, đều là những cái sắc và không có thực tính. Do vậy đó là trong cái biểu đồ mà lộ sắc á, là kể nhóm bát phần, chứ không có kể những cái thân, rồi thân khẩu biểu tri. Cho nên là các vị thấy cái con số, các vị thắc mắc rằng là tại sao là nhóm sắc tâm là chỉ có 6 nhóm sắc tâm ở đó, nó thì tới 17 nhóm. Mà thật ra 17 nhóm đó chính là 17 lần 17 nhóm của bát phần, chứ không phải là cái nhóm mà phân loại ở đây. Tương tự như vậy đó, là đối với cái nhóm sắc mà do nhiệt lượng sanh á, thì chúng ta thấy rằng là nó gồm có 8 bất ly, rồi sắc cảnh thân, 3 sắc đặc biệt, thì chia thành 4 nhóm, là cái nhóm phần nhiệt lượng. Phần nhiệt lượng ở đây cũng chính là cái nhóm bát phần, tức là 8 bất ly này là do nhiệt lượng mà có, cho nên gọi là phần nhiệt lượng, chứ thật ra nó cũng là 8 cái thành phần bất ly thôi. Rồi thứ hai nữa nó là cảnh thân đặc biệt và thân đặc biệt. Rồi chúng ta có cái nhóm thứ tư là cái nhóm thường dưỡng tố. Thường dưỡng tố này thì nó cũng chỉ là 8 bất ly, nhưng mà 8 bất ly này do vật thực sanh. Còn cái thuần nhiệt lượng cũng là 8 bất ly, nhưng mà 8 bất ly do nhiệt lượng sanh. Rồi đối với cái nhóm sắc tâm á, thì cái nhóm bát phần á, nó cũng phần bất ly, nhưng mà nó là do tâm sanh, nó chỉ khác nhau như vậy. Còn cái thành phần sắc pháp đó thì cũng giống. Như vậy thì thí dụ giống như là chúng ta thấy cái nhóm đặc biệt của trong cái nhóm sắc vật thực hay là sắc dưỡng tố này, thì nó có hai được chia thành hai nhóm. Nhóm thuần dưỡng tố tức là nó chỉ có 8 bất ly thôi. Thật ra thì đây là cái bản dịch của sư Tội Khanh, còn cái bản dịch của ngài Tịnh Sự thì ngài cứ gọi là bát thuần hết để chúng ta dễ nhớ, mà tôi cũng thích gọi như vậy. Bởi vì dịch là thuần dưỡng tố hay là thuần nhiệt lượng hay là thuần của sắc tâm này á, thì có thể là các vị dễ hiểu lầm nó khác nhau. Ở đây chúng ta nhớ rằng là ở đây là chỉ có bát thuần, tức là chỉ gồm có 8 bức ly thôi. Ở đây cũng vậy, ở đây là cũng bát thuần. Tất cả ba nhóm này nó giống nhau, nó đều bắt thuần hết, mà chẳng qua khác cái nhân sanh. Rồi cái nhóm thứ hai trong cái sắc dưỡng tố đó, thì chúng ta có cái sắc đặc biệt. Thì cái nhóm đặc biệt này á, thì nó cũng giống như là cái nhóm đặc biệt của nhiệt lượng. Và nó cũng giống như là đặc biệt của do tâm tạo, mà nó chỉ khác cái nhân thôi. Tức là nếu là do tâm tạo thì cái đặc biệt đó sẽ là bát phần cộng với ba đặc biệt do tâm tạo. Rồi đối với cái nhiệt lượng á, thì cái đặc biệt này á, về thành phần sắc pháp thì cũng giống như là nhóm tâm, nhưng mà nhân sanh á, thì do nhiệt lượng. Tương tự như vậy đối với cái nhóm đặc biệt do vật thực sanh, do dưỡng tố sanh á, thì nó cũng tám bất ly và ba đặc biệt thôi, nhưng mà nguyên nhân sanh á, thì do dưỡng tố. Vậy thì nhìn ở trên các cái biểu đồ này á, thì chúng ta sẽ có những cái bảng thống kê khác, chẳng hạn giống như là chúng ta thống kê là những cái sắc là do một nhân sanh, thì chúng ta sẽ thấy là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, sắc tố nam, sắc tố nữ, ý vật mạng quyền, thì nó chỉ có do nghiệp sanh thôi. Rồi có những cái sắc pháp đó, ở đây có mạng quyền cũng chỉ do nghiệp sanh. Rồi 8 bất ly thì chúng ta sẽ thấy rằng 8 bất ly nó có mặt ở đâu, sắc pháp nào đều có 8 bất ly hết.
Cho nên cái nhóm tám bất ly là do tới bốn cái nhân sanh. Rồi cái sắc thân biểu tri và khẩu biểu tri đó thì chỉ có một nhân sanh thôi, đó là do tâm. Nhưng mà cái nhóm đặc biệt này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái sắc tâm á, thì cũng có ba cái đặc biệt, cũng có khinh nhu thích nghiệp. Rồi cái sắc nhiệt lượng cũng có ba cái đặc biệt, và sắc vật thực hay là sắc dưỡng tố cũng ba cái đặc biệt. Như vậy là ba cái sắc khinh nhu thích nghiệp này nó có ba nhân sanh, là do tâm sanh, do nhiệt lượng sanh và do vật thực sanh. Rồi sắc sắc cảnh thinh, sắc cảnh thinh thì đây chúng ta có là cái nhóm nhiệt lượng cũng có cảnh thinh, rồi cái nhóm sắc tâm cũng có cảnh thinh. Như vậy là sắc cảnh thinh là do sắc cảnh thinh là do hai nhân sanh gồm có sắc tâm và sắc nhiệt lượng. Vậy thì trong 28 sắc pháp đó thì có những cái sắc pháp đó là chỉ có đơn thuần là do nghiệp tạo, và có những cái sắc pháp khác là do tâm tạo, và có những cái sắc pháp đó là do nhiều nhân tạo. Thì tôi dừng lại ở đây để cho các vị, để xem các vị có nắm cái, có nắm được cái chỗ này hay không. Ở trong lớp này các vị có nắm được tới đây chưa? Dạ được ạ, thưa sư. Thưa sư, chúng con nắm được ạ. Dạ, các vị nắm hết được chưa? Dạ. Dạ. Rồi chúng ta quay sang chúng ta ôm bằng cái phần phần lộn sắc. Rồi các vị có thấy cái màn hình chưa hả? Dạ thấy ạ. Dạ. Ở đây các vị lưu ý là chúng ta đang học về cái tiến trình diễn tiến sắc pháp của chúng sanh ở nhân loại. Chúng sanh nhân loại thuộc thai sanh. Còn nếu mà cái những cái loài hóa sanh vân vân thì cái tiến trình sinh diễn sắc pháp này nó khác. Thì khi mà một chúng sinh mà sanh lên á, ở trong cái do vì chúng ta đang nói về trường hợp thai sanh của cõi người, thì khi mà một chúng sinh mà sanh lên á, thì dù là một chúng sinh nào đó mà một cái chết xảy ra mà chúng ta gọi là bất đắc kỳ tử, nó giống như là xảy ra một cách đột ngột, nhưng mà thật ra đó thì trong vi diệu pháp, hôm trước tôi có nói việc này rồi, là trong vi diệu pháp không có cái chết nào gọi là chết đột ngột hết, mà nó cái chết nào nó cũng vừa khế hợp cái nhân duyên trọn vẹn của nó, chứ nó không có cái nào mà nó đột ngột hết. Do vậy một người bệnh lâu ngày rồi chết, rồi một người đó thì đang khỏe mạnh rồi chết, nhưng mà hai cái chết nó thì thật ra thì nhân duyên nó đến nó đã tròn đủ, chứ không có nào là nó không có nào là thình lình, không có nào là đột ngột. Và do vì chúng sinh là sống phần lớn ảnh hưởng do nghiệp, do vậy khi mà một cái chết nó xảy đến, nó có tùy theo cái chủng loại, nó tùy theo cái nghiệp lực mà nó dẫn chúng sinh đến sanh vào một cái chủng loại tương ứng. Và ở đây khi mà chúng ta học về cái sắc pháp cho cái chúng sinh loài người đó, thì một chúng sinh mà khi mà cái tâm tử sanh lên đó, thì lập tức là cái tâm tái tục, tức là cái tâm tiếp nối cái đời sống thứ hai, nó sanh cận kề. Nó giống như là cái dòng tâm thức ở trong cái thời bình nhật. Trong cái thời bình nhật, giữa cái sắc na này và cái sắc na kia nó như thế nào, thì giữa cái sắc na tử của đời sống trước và sắc na sanh của đời sống sau, nó cũng kế tục như vậy, nó không có gián đoạn. Và do vì cái nghiệp tạo, cho nên khi mà một chúng sinh loài người đó, thì tâm bao giờ nó cũng phải cần nương gá sắc pháp.
Do đó khi mà khởi đầu cho một kiếp sống á, thì do cái năng lực của nghiệp nó đã tạo ra những cái thành phần vật chất cùng sanh với cái tâm đó, để cái tâm đó có thể nương gá được. Nó có cái chỗ nó nương gá, chứ không có thể nào mà cái tâm nó sanh lên rồi nó bất vượng đâu đó. Giống như chúng ta vẫn quan niệm trong dân gian là một người mất đi không, chưa có đầu thai được, rồi cho đến khi mà tìm đúng chỗ thì mới có thể đầu thai. Nhưng mà ở trong các cái bộ luận, ví dụ như là một cái hòn đá mà chúng ta ném trên không, và khi mà nó rơi xuống đó, thì dù chúng ta có sắp đặt hay không sắp đặt đó, thì cái bản chất theo cái hấp lực tự nhiên thì nó phải rơi xuống thôi, chứ nó không có lơ lửng trên không được. Thì cái khi mà một cái tâm mà nó, cái khi mà cái tâm tái tục sanh lên, nó lập tức đó là nó có cái chỗ nó nương gá, cái chỗ nương gá đó do cái tác động của nghiệp. Vậy thì khởi đầu cho kiếp sống á, thì ở trong cái lộ sắc này á, chỉ ra rằng là có ba cái bọn sắc sanh lên đầu tiên. Ở đây chúng ta nhắc lại là trong chính cái sắc nghiệp á, mà khi sanh lên á, thì không có sanh đơn lẻ, cho nên chúng ta gọi là nhóm sắc và hay là bọn sắc, chứ không có cái sắc thần kinh sanh riêng được. Cho vậy ở đây các bạn gọi, các bạn dịch ngày tịnh sự ngày gọi là cái bọn, bọn thân thanh triệt, hay còn gọi là cái bọn thần kinh, cái bọn thần kinh thân. Rồi rồi cái bọn sắc tính, tức là một trong hai cái sắc tính. Tại mỗi chúng sinh thì chỉ có một sắc tính, hoặc là nam hoặc là nữ. Và cùng với cái bọn ý vật, tức là cái nhóm thành phần vật chất mà để cho cái tâm nương gá. Thì ba cái nhóm này nhá, thì các vị vừa rồi các vị chúng ta đã nắm được rồi. Cái nhóm thần kinh thân khi mà nó sanh lên thì nó sẽ có 10 cái thành phần sắc pháp. Nhóm sắc tính thì nó cũng có 10, và nhóm ý bậc thì nó cũng có 10 đơn vị. Thì ngay cái khi mà cái tâm, cái sắc na đầu tiên sanh lên, thì trong một cái sắc na, trong cái sắc na sanh, trong mỗi cái sắc na như vậy đó, được phân thành 3 cái giai đoạn: sanh, trụ, diệt. Và mỗi cái giai đoạn đó chúng ta gọi một tên, chúng ta còn gọi cách khác là sắc na tiểu. So với cái sắc na, so với trọn vẹn cái tuổi thọ của một sắc na mà chúng ta gọi là sắc na đại. Thì khi mà một tâm sanh lên á, cứ mỗi đơn vị tâm sanh lên thì chúng ta gọi là một sắc na. Và cái thời gian khi cái khởi điểm khi mà tâm sanh lên đó, chúng ta gọi là cái thời gian sanh. Cái thời gian mà cái tâm tồn tại gọi là thời gian trụ, và cái thời điểm mà tâm mất đi gọi là diệt. Ba cái thời điểm đó được chia thành ba cái sắc na tiểu. Thì khi mà cái tâm tái tục sanh lên đó, thì đồng thời nó có ba nhóm sắc nghiệp cùng sanh với nó để làm cái chỗ nương gá cho tâm. Thì gồm có nhóm thần kinh thân, một trong hai nhóm sắc tính, và cái nhóm ý vật. Và ba cái nhóm này á, khi mà nó trải qua cái giai đoạn trụ á, thì nó tiếp tục nó sanh ra ba nhóm nữa, cũng là thân, rồi tính, rồi ý vật. Rồi ba cái nhóm, rồi nó qua cái giai đoạn trụ á, thì nó sinh thêm ba nhóm nữa, cũng là thân, ý, sắc tính và ý vật. Chỉ ba nhóm này nó cứ tăng, nó cứ sinh thêm, chúng ta cứ tưởng tượng giống như là nó cùng một loại tế bào, cùng một loại tế bào giống nhau, nó cùng ba nhóm tế bào giống nhau. Và cứ mỗi cái thời gian như vậy đó, thì cái ba nhóm đó cứ qua một cái sắc na tiểu đó, thì ba nhóm đó, nó cứ tái sanh lên một lần, một thêm cứ mỗi nhóm đó, thì nó lại sanh thêm một lần, ba nhóm thì thành ra ba lần. Cụ thể tức là ngay cái thời điểm cái sắc na tiểu đầu tiên gọi là cái giai đoạn sanh á, thì cái nhóm thân á, nó sanh một bọn, nhóm sắc tính sanh, nhóm ý vật sanh một bọn. Rồi qua cái giai đoạn trụ thì mỗi nhóm lại sanh ra thêm một bọn. Như vậy thì cứ qua một cái sắc na tiểu á, thì mỗi nhóm nó lại sinh ra một bọn. Mà do vì ba nhóm cho nên mỗi nhóm á, mỗi cái sắc na tiểu thì thành ra ba bọn, thành ra ba nhóm.
Thì cái mỗi cái nhóm sắc na như vậy đó, cái thời gian tồn tại của sắc pháp á, nó dài bằng 17 lần của tâm pháp. Do vậy đó, khi cái ba cái nhóm đầu tiên này nè, cái nhóm ba đầu tiên này nè, cái nhóm ba đầu tiên này nè, khi mà nó sanh lên á thì nó sẽ tồn tại cái tuổi thọ của nó. Nó tồn tại của nó tại vì nó dài bằng 17 lần tâm pháp mà. Do đó nó tồn tại cho đến nay. Rồi ba cái nhóm sau này nè, bởi vì nó sanh sau một sắc na tiểu cho nên nó sẽ diệt chậm hơn một sắc na tiểu. Nó tới đây nó mới diệt. Các vị có nắm đến chỗ này chưa? Dạ có ạ. Và tương tự như vậy á, cái nhóm thứ ba này nó sanh lên á, trễ sau cái nhóm thứ hai một sắc na tiểu thì tất nhiên là nó diệt cũng sau một sắc na tiểu. Và cứ mỗi cái sắc na tiểu trôi qua đó thì ba cái nhóm sắc nghiệp này á, nó cứ sanh ra một nhóm, cứ mỗi cái sắc na tiểu thì nó cứ ba cái nhóm này nó sanh ra thêm một nhóm. Thì ở đây á, chúng ta cứ làm một cái bài toán giống như là một cái bài toán tiểu học vậy đó. Thì từ cái sắc na đầu tiên này nè cho đến cái sắc na thứ 16 thì chưa có một cái sắc pháp nào mà diệt hết á. Nhưng mà cho đến cái sắc na thứ 17 thì ngay cái sắc na, cái thời điểm diệt tức là cái sắc na tiểu thứ 3. Sắc na tiểu thứ 3 thì khi đó có cái nhóm đầu tiên nó sanh lên, nó đã tròn tuổi thọ 17 sắc pháp rồi nó diệt. Và từ đó về sau á, là cứ mỗi cái sắc na tiểu trôi qua thì có ba nhóm sanh ra là ba nhóm diệt đi. Các vị nắm chỗ này không? Dạ nắm ạ. Từ sắc na 17 trở đi là bởi vì những cái sắc na này bắt đầu nó đã, mấy cái sắc na trên đây nè, nó đã đủ tuổi thọ rồi. Và từ đó về sau á, là các vị thấy rằng là nó đều là con số 153 hết. Là bởi vì trước đó nó, có sanh mà nó không có diệt, cho nên nó có tăng mà nó không có giảm. Thành ra cứ mỗi cái sắc na tiểu trôi qua đó thì chúng ta sẽ thấy nó là cái tăng 3, đúng không? Nhưng mà đến qua cái sắc na thứ 18 đó, thì khi đó nó tăng 3, diệt 3, như vậy thì nó vẫn giữ con số là 153 chứ nó không có tăng được. Bởi vì nó tăng bao nhiêu, nó tăng được 3 thì nó cũng diệt 3. Các vị có nắm chỗ này chưa? Các vị nắm được cái chỗ này thì các vị sẽ nắm toàn bộ cái lộ sắc. Dạ, bạch sư nắm được rồi ạ, thưa sư. Dạ. Dạ, thưa sư hiểu ạ. Và thật sự là sư ban đầu nghĩ rằng là cái việc này là chỉ ôn tập thôi, là nghĩ rằng là các vị đã học nhiều cái lớp tiểu học ở trong chùa rồi, sao mà tới khi mình học với sư là tự nhiên lòi ra nhiều người chưa học. Dạ bạch sư, đây là lần đầu tiên tụi con học đó, thưa sư. Dạ. Rồi bây giờ
cái có một cái loại sắc mà chúng ta gọi là cái nhóm sắc nhiệt lượng hay là cái nhóm quý tiết. Cái nhiệt lượng hay là quý tiết á, tức là những cái loại sắc nó do cái tác động của cái môi trường khác, trong đó có môi trường từ cái sắc nghiệp khác, có những cái môi trường từ cái sắc tâm khác, có những cái môi trường từ cái sắc nhiệt lượng khác, và có những cái môi trường từ cái môi trường khác. Các vị có, các vị nắm được cái sắc nhiệt lượng à? Các vị nắm được sắc nhiệt lượng chỗ này chưa? Chúng tôi nắm được. Tức gọi là cái sắc nhiệt lượng, tức là một cái loại sắc pháp mà nó sanh ra ở trong một cái điều kiện môi trường nào đó. Và ở đây cái sắc nhiệt lượng á, nó có tất cả là bốn cái môi trường cho nó. Cái môi trường là từ cái sắc nghiệp khác, cái môi trường từ cái sắc tâm khác, từ cái môi trường từ cái sắc vật thực khác, và cái môi trường từ cái môi trường khác. Thì đầu tiên á, khi mà cái sắc nghiệp nó sanh lên á, nó tạo ra cái môi trường cho những cái sắc pháp khác sanh ra. Thì những cái sắc pháp đó, đó được gọi là cái sắc nhiệt lượng. Và cái sắc nhiệt lượng ở đây, cái sắc nhiệt lượng ở đây á, thì chúng ta thấy con số này cũng 3, 6, 9, 12 này, nhưng mà trong cái sắc nhiệt lượng này nó khác với sắc nghiệp. Sắc nghiệp là con số 3, tức là ba nhóm sắc nghiệp khác nhau, nhưng mà đối với cái sắc nhiệt lượng này á, là cái ba, cái con số 3 này chính là ba cái nhóm bát thuần. Các vị nhớ chú ý chỗ này, là bởi vì cái sắc nhiệt lượng á, thì chúng ta gồm có bốn nhóm, tức là cái nhóm bát thuần và chỉ có gồm có 8 cái bất ly thôi. Rồi cái nhóm thứ hai là nhóm cảnh thinh, thì nhóm cảnh thinh á, thì gồm có 9 sắc, tức là 8 bất ly cộng cảnh thinh. Nhóm đặc biệt á, thì gồm có 11 sắc, tức là 8 bất ly cộng với 3 đặc biệt. Nhóm thinh đặc biệt gồm có 12 sắc, tức là 8 bất ly sắc cảnh thinh và 3 sắc đặc biệt. Thì ở trong cái giai đoạn đầu tiên này á, thì nó chưa có tạo ra những cái cảnh thinh hay là cái sắc đặc biệt hay là thinh đặc biệt, mà cái cảnh thinh đặc biệt hay là thinh đặc biệt này á, là nó chỉ xảy ra ở trong một cái khi mà chúng sinh đó sinh hoạt này nọ, thì khi đó nó mới tạo ra. Còn ở trong cái giai đoạn đầu á, thì nó chỉ đơn thuần á, là cái 8 cái bất ly này, và 8 bất ly này á, là nó sanh lên, nó là nó sanh lên ba nhóm bất ly. Nên ở đây á, là các vị là chú ý là nó khác với cái sắc nghiệp. Thì do vì cái nhóm nhiệt lượng này nó sanh ra từ cái môi trường của cái sắc nghiệp, do đó, đó khi mà cái sắc nghiệp sanh lên rồi đó thì nó mới sanh ra được, bởi vì nó nhờ cái sắc nghiệp làm cái môi trường cho nó, cho nên nó không thể nào nó đồng sanh với sắc nghiệp được. Mà sắc nghiệp có rồi đó thì nó mới có, do đó mà nó trễ hơn cái sắc nghiệp mới là một sắc na tiểu. Tương tự như vậy đó, khi mà cái nhóm nhiệt lượng này mà nó sanh ra rồi đó, thì chính bản thân nó tạo ra một cái môi trường cho cái loại sắc pháp giống như nó sanh. Ở đây Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự gọi là sắc quý tiết, mà cái sắc quý tiết này nó từ cái sắc quý tiết do nghiệp sanh, hay nói cách khác đó, là cái nhóm 3 này nó sanh ra từ cái nhóm 2. Cái nhóm 3 này nè, nó sanh ra từ cái nhóm 2. Cho nên gọi là sắc quý tiết, do sắc quý tiết do nghiệp sanh cho nên chúng ta. Còn nói như vậy đó, thì đôi khi nó cũng dài dòng, nhưng mà phải nói như vậy. Rồi cũng tương tự cái trường hợp của cái nhóm 2 đó với nhóm 1. Nhóm 2 do nương nơi nhóm 1 mà có, cho nên nhóm 2 phải trễ hơn nhóm 1. Ở đây là trễ một sắc na tiểu. Tương tự như vậy, nhóm 3 nương nhóm 2 mà có, cho nên cái sắc nhiệt lượng hay sắc quý tiết cách gọi cũ á,
thì nó cũng trễ hơn cái nhóm 2 một sắc na tiểu. Và lần lượt như vậy, hễ mà sanh sau thì diệt sau. Sanh sau diệt sau đó là chúng ta thấy rằng là cái nhóm đầu tiên, cái nhóm sắc đầu nghiệp đầu tiên á, thì vào cái sắc na tiểu của cái sắc na đại 17 á, thì nó bình số, con số là 153. Nhưng mà cái nhóm 2 á, thì qua cái sắc na, cái sắc na sinh, cái sắc na tiểu sinh của sắc na đại 18 á, thì nó mới bình số. Rồi tương tự như vậy, cái nhóm thứ 3 thì nó trễ hơn qua đến cái sắc na trụ. Rồi chúng ta sang cái cột kế tiếp là cái nhóm sắc tâm. Cái nhóm sắc tâm á, là cái nhóm sắc tâm á, là do tâm tạo. Và do vì chích vì tâm tạo á, cho nên khi mà tâm sanh ra rồi đó, thì khi đó nó, cái nhóm sắc, cái tâm hữu phần đầu tiên của đời sống nó mới có khả năng nó tạo ra cái sắc tâm. Còn cái tâm tái tục á, là không có, chưa có khả năng tạo ra cái sắc tâm. Do vậy khi mà chúng ta nói đến cái sắc nghiệp và sắc tâm á, thì chúng ta có cái phân biệt sắc nghiệp bình nhật và sắc nghiệp tái tục. Sắc nghiệp tái tục là chỉ cho cái những cái sắc nghiệp ở trong cái giai đoạn sanh trụ diệt của cái sắc tâm tái tục này nè. Còn cái sắc nghiệp bình nhật á, là từ cái sắc nghiệp kể từ cái sắc na hữu phần đầu tiên trở về sau. Nhưng mà riêng đối với sắc tâm đó, thì khi nói đến sắc tâm thì chỉ có cái sắc tâm bình nhật chứ không có, không có sắc tâm tái tục. Thì chúng ta học ở cái lộ sắc này, chúng ta thấy rằng là do vì cái sắc tâm do tâm tạo, thì nó cũng tương tự như cái quy luật là những cái sắc quý tiết mà do nghiệp tạo thì nó phải sanh sau nghiệp. Thì cũng vậy, sắc, nhóm sắc tâm do tâm tạo thì nó phải sanh sau cái sắc tâm một sắc na đại. Nó khác với cái nhóm kia là chúng ta sanh sau một cái sắc na tiểu. Còn ở đây thì chỉ khi cái tâm hữu phần đầu tiên của kiếp sống đó, thì cái tâm đó mới có khả năng, mới có khả năng tạo ra nhóm sắc tâm. Và do vì cái sắc tâm, ở đây chúng ta có cái lưu ý là đối với cái sắc nghiệp hay là cái nhóm sắc mà do nghiệp, do nhóm quý tiết mà do sắc nghiệp tạo á, thì nó sẽ sanh theo sắc, từng sắc na tiểu. Nhưng đối với sắc tâm á, thì cứ mỗi cái sắc na đại nó chỉ có thể tạo ra một nhóm sắc tâm thôi, chứ nó không có tạo ra được cả ba nhóm sắc tâm. Cho nên cái con số của cái nhóm sắc tâm theo từng sắc na đó, thì cứ mỗi cái sắc na đại đó thì nó chỉ có một cái sắc tâm na tâm thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng là ở đây thì chúng ta sẽ viết 111 này á, là để về chúng ta viết theo cái phân, cái cột của ba nhóm đầu tiên, chứ còn thật ra ở đây nó chỉ là một cái số 1 thôi. Rồi qua đây là chỉ là số 2 thôi. Và nhóm sắc tâm ở trong cái chỗ này á, là chúng ta cũng phải nhớ là nó giống như là trường hợp đối với cái sắc quy tiết, nó không giống như là đối với sắc nghiệp. Sắc nghiệp khi mà chúng ta nói ba nhóm á, thì ba nhóm riêng biệt. Nhưng mà đối với sắc nghiệp này, xin lỗi, cái sắc tâm này á, thì cứ mỗi cái sắc na đại trôi qua đó, thì nhóm sắc tâm nó sanh lên một, nó sanh lên thêm một nhóm. Và cái nhóm đó cũng chính là cái nhóm bát thuần thôi. Do vậy đó, là khi mà nó sanh lên tới 17 nhóm như này nè, thì chúng ta phải biết rằng là 17 nhóm này á, là hoàn toàn là 17 nhóm bát thuần, chứ không phải là nhóm sắc tâm chia ra thành 17. Hình như hồi sáng có vị Phật tử nào thắc mắc cái điểm này, tức là nói sắc tâm thì có 6 nhóm mà tại sao trong cái biểu đồ chúng ta có 17. 17 ở đây không phải là 17 nhóm sắc tâm, mà chỉ là cái nhóm bát thuần sanh lên 17 nhóm. 17 nhóm đây hoàn toàn là 17 bát thuần. Nó khác với cái sắc nghiệp á. Sắc nghiệp này á, là chúng ta thấy con số bình số đầu tiên là 153. Thì 153 này á, trong đó thì nó gồm có 3 nhóm sắc nghiệp là sắc, là nhóm ba nhóm sắc nghiệp đó gồm có nhóm thân, nhóm tính và ý vật.
Thì tôi cũng lặp lại lưu ý của các, cho các vị đó, là nói ba nhóm sắc nghiệp đó, thì bọn sắc tính đó, thì mỗi chúng sinh hoặc là nam hoặc là nữ thôi, chứ không có thể cùng lúc là nam là nữ. Cho nên mặc dù sắc tính hai nhưng mà ở đây thì chỉ là ba, cho vì mỗi chúng sinh chỉ còn một. Thì nếu mà cái sắc tâm á, mà mỗi cái sắc na đại trôi qua đó, thì sắc tâm á, nó chỉ sanh lên được một nhóm, thì những cái sắc quý tiết nào mà nó lấy cái môi trường từ cái sắc tâm á, thì do vì cái sắc tâm nó sanh chậm, mỗi cái sắc na đại nó chỉ sanh có một nhóm thôi, cho nên cái nhóm quý tiết mà do tâm tạo á, thì nó cũng ít hơn là cái nhóm quý tiết do sắc nghiệp tạo. Là bởi vì sắc nghiệp á, mỗi cái sắc na đại nó sanh lên 3 lần theo 3 cái giai đoạn sinh trụ diệt, nhưng mà đối với sắc tâm á, thì nó chỉ có một lần thôi. Rồi có dừng hôm nay chúng ta ôm tập về tới đây thôi. Rồi tôi hy vọng rằng là cho đến ngày hôm nay thì các vị nắm được cái điều này. Ở trong lớp các vị học viên chúng ta có nắm được hết chưa hả? Dạ thưa sư, chúng con dạ, nắm được. Dạ thưa sư, chúng con có nắm được rồi ạ. Dạ, các vị hiểu hết rồi đúng không? Dạ hiểu. Dạ. Thì nếu mà các vị mà còn thắc mắc cái chỗ nào nữa đó, thì các vị nhớ và các vị giữ cái câu hỏi đó, thì ở trong cái tuần sau đó, thì trong 15 phút đầu hay là thậm chí thì tôi sẵn sàng tôi để cả một buổi học để tôi trả lời cho các vị. Còn hôm nay thì thật sự thì tôi chỉ giảng cho các vị một giờ đồng hồ thôi. Thật ra tôi cũng ngại kéo dài, lý do lúc này tôi cũng hơi có vấn đề về sức khỏe, cho nên khi mà nó kéo dài lâu quá cái nó cũng mệt hơi lâu á. Nhưng mà hồi nãy giờ nó thì tôi vẫn thấy khỏe, không có vấn đề gì. Rồi chúng ta kết thúc buổi học ở đây, chúc các vị ăn vui. Chúng con kính chân sư ạ. Dạ, chúng con kính chân sư ạ. À, chúc sư gì sức khỏe. Dạ, chúc sư gì sức khỏe. Dạ, các vị nhớ là mục đích tôi âm tập đó là để các vị hãy nắm ra rõ, cho nên các vị đừng có ngại nào thắc mắc như kỳ hay không, không hỏi được, đặt cái cơ học tập nó vô nghĩa. Đây, chúc các vị ăn vui thôi, rồi lớp học. Dạ. Recording stopped.